Đâu? Ăn đại đi, đụng cửa. Hôm nay mình đi tính đột nhập cái Vĩnh Long bắn một ít cà phê về ăn anh em. Đâu? Ừ, bên kia con cặp nó lặn tiêu rồi. Hôm nay mình đi tết cái cây ná. Đậu nhỏ nha mày. Nói đâu? Biết đại đi. Nó bự mà. Chút mày sẽ gần mày. Mày không tắn thì tao bắn. Xuyên ngang cây đúng không? Xuyên làm với miếng cá rồi. Tao không xứng đáng. Còn đó thì vậy chứ bé đó. Bắn ngay đích đó các bạn. Vậy vậy bữa đó có bạn qua con ngủ đi giống cái quán sóc. Một em. Nửa ký. Dạ cá phi. Nửa ký con này. Con này cũng thuộc dạng là ngon rồi. Trời chuẩn bị mưa các bạn. Để anh bắn rồi đó, bắn. Hồi nãy để cá chê. Thấy bắn mẹ luôn rồi trời. Hay dữ quy bắn không kịp quy. Lẹ lên nó quấn vô cây. Cái lúc dính người ta ăn. Rồi cá đó ra đây, cá lóc. Anh nói rồi, lúc dính người ta ấy đi. Nó quấn một nồi luôn rồi. Cá lóc chạy rồi trời. Người đeo dịch đó hả? Xuống người ta bắn dính cho nên người ta lấy tay là gụng 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 lên. Em cũng gấp, em không có đúng. Cá lóc chạy rồi tiếp tục cho con cá này cũng bàn tay vừa ăn trời ơi ngay giữa luôn giữa tâm tinh. Let's go. Đâu vậy? Ôi má nó bự kìa. Nhìn nhìn thôi nói gì. Dài à. Nhìn vô nó lên này. Chỗ này không cá bự bự. Chúng đầu sáng luôn. Có lép các bạn. Lụm mà cá không dính vẫn còn lẽ dính luôn. Rồi gối luôn rồi chú.
nãy bắn mũi tên luôn vô con cò đó các bạn. Hụt. Nhờ cái mũi tên nó xong rồi nè. Bắn cá lóc hụt. Cò bay lên nhất cò luôn nè. Chui cho con cò này. Vậy cá lóc anh nẻ vào đầu nhảy từng từng cò nó bay lên đỡ luôn. Dính đây. Cá thì không bự, không trọng ha. Có con cá bự nãy lặn tiêu rồi. Mẹ nữa. Dính nữa. Lên. Hàng cái này là ăn được rồi. Tiếp anh em ơi, trời ơi vừa anh bà vừa vụt luôn. Hơi anh dưa. Chụp cái men đó. Vừa anh bà vừa vụt luôn mấy. Nó bự mà. Lặng rồi. Từ từ nó quần quần không nói vậy. Kìa kìa thấy rồi thấy rồi thấy. Dứt cái ổi. Anh đợi nó qua cái ổi dứt nó. Rồi. Không có máy. Một ổi. Chết rồi. Ủa. Ủa mấy. Nó giặt vô tay cầm em ơi. Quấn vô tay cầm hả? Ừ, không hay, gió thổi á. Xả dây gì vừa hả? Một mũi các bạn. Vòng lại giờ. Lạ đó. Tiếp. Cái mũi thế. Tay nó ngồi gần các bạn. Này có mấy con cá nước hơi đục. Nó hơi nhát rồi. Ngoài nhát mà nó nổi lên mình không thấy. Anh em bắn cá anh em gì nè, anh em sẵn vậy nè. Sẵn vậy nè. Đó. Như kem anh em buông ra, buông ra nó sắn, xảy xảy cái này xiên qua đây. Xảy dính cái này đi bệnh viện luôn. Này móc, này móc dây nè. Bây giờ này xong. Mới thấy cặp cá đi ngang đó đấy. Cá bự lắm. Bắn luôn mà nó mờ quá. Từ từ á. Quên bấm máy nữa lỏ luôn. Bắn cá này siêu phẩm của nó chắc rồi, chắc là cái thứ nhất là xa, cái thứ hai là sâu thôi. Chứ cá bự thì cũng thấy cũng bình thường thôi. Cá bự đổi mình muốn đổi. Mới thấy hai con lờ đờ đỡ lặn nữa rồi. Bự đàng hoàng luôn. Ngồi gì không thấy nó. Trời ơi tính ơi. Dưới. Đây này. À, dưới nó có 1 cm là trời. Trời hụt luôn. Ôi, thằng dưới thằng trên. Trời ơi, chồng ca mới bắn dưới. Có 1 cm rồi. Anh bắn dưới đó. Nè, dính vô cỏ nè, nhấn chắp chắp vậy là gà sình nè.
Nè, cá bự ngủ ghê. Cá bự lâu lâu mới nó mới nổi, nó phải nổi liền liền đâu, bắn. Em thấy gì nhát hết. Vô cỏ nhát nhát nó. Đợi tiếp, đợi tiếp. Mày bắn mấy cái rồi? Trời ơi, cá bự lớn mà bắn này mấy cái rồi? Thôi mình bớt xạo đi. Nãy giờ bắn mấy cá khác. Nước ai biết nó bự hay nhỏ. Không có trơn luôn. Mới lại thấy nổi là giúp cái này. Mày nói cho anh em thương mày chứ mày nói gì mày ghét mày xin. Ta làm chứng đấy mà. Nó dính nguyên chùm ruột. Vậy thiếu ấy rồi, thiếu nhớt rồi nên cái máy này giờ nó đâu nhạy nữa, bắn dài dài chậm quá. Có con một cái gì á, em biết nãy giờ anh thấy cái nào đâu, thấy bắn gì bắn bắn qua chị bắn vòng lại liền. Tiếp mày. Ở kia có bèo người ta chuột không? Không, không. Mỗi cá có bèo người ta chuột không? Trời ơi. Nó dở gì đâu trời. Cá bự chảng luôn trời. Hai con lận. Rồi, lũi đó. Đừng vuốt nha. Hai con. Con dưới bự hơn nữa. À, giúp cho con giác. Nè. Anh nghi ngờ đó. À, thấy cái đuôi không? Thấy đây nè. Nó nằm hơi ngang nè. Nó giống rồi. Ừ, đó, 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 đó. Như dính cái bụng mà anh ơi, dính chút cái bụng hay vậy. Nhóm lên, nhóm lên, nhóm lên. Trời. Má đang gấp, đang gấp, đang gấp từ từ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Hay quá anh ơi. Ngồi xảy luôn. Lên nè. Chưa. Bắn đúng vô đích đâu mà cá bự thì. Đâu rồi. Từ từ. Nhắm lên. Để em cuốn lên cái. Để xảy đi. Để xảy anh em ơi. Trời ơi. Dính rồi, dính rồi. Chặt. Ê của em bớt rồi kìa. Của anh sỏi 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 hầu rồi. Thôi, nhịp lên luôn. Vậy thì chắc cứu anh em. Em ơi. Cái cá bự mà mình đâu có. Còn một con bự hơn con này nữa anh. Ừ, bự này anh mà bắn hụt phải không? To nãy giờ bắn mấy cái nữa. Mưa kìa, thấy mưa mới hoành lại nè. Trời ơi, nó bắn thỏ mỏ luôn nè, tôi bắn tịch nha, của em bụng đó nha. Bắn dưới bụng. Nó bự, bắn mà nó không thèm chạy luôn. Thấy mà. Bắn nó lặn cái nó nổi lên nữa. À mẹ nó. Thách thức. Ủa sao thì sao sao gửi ra ta? Mưa mưa rồi. Chết đi. Ồ xong. Bu lại nè. Mày này chưa biết gì. Này mày mày làm sao? Rồi má thấy tôi là sát khí nó chạy. Nó chạy lên sình luôn kìa. Dính đi kìa. Nó còn nè, còn. Nó còn nè. Nó còn nè. Bù lại chọc quê mẹ. À, mày cũng im không? Cái mày bắn hoài không được trời. Dễ gì ăn này. Cái màu đã đi rồi. Nó nằm dưới luôn rồi. Giờ xong rồi đó. Rồi chuyện. Điện bủi về. Dư. Như đây là đủ ăn anh em, con này cũng to nha. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 con anh em. Qua bếp. Thì cũng sống. Nướng không? Nướng chứ. Cái này mình nướng các bạn. Cái này mình sẽ dạ mần đúng không?
7 em. Bắn được nhiêu hả? Ừ. Ít hả? Không, đi vòng vòng với số 6 vòng về. Trời ơi, cái nó đen dữ vậy trời. Sao trống á. Con này nó mập. Nó tiền không đó. Chết một bể mập rồi. Nhậm gì? Hồi nướng nè, đi kiếm cái sọn đồ về. Nên sẽ chạy xuống này lấy dĩ mà được. Đốt than nướng cá nghe nè. À, uống thằng nhỏ, bữa nào tao đi về tao thấy nó lũi gì đó với thằng chuột dịch năm niêm. Lên lấy cầu gần mỗi bữa luôn. Nướng nãy giờ mà lo đi hái bồng bon anh em. Ra sau vườn hái bồng bon khét, khét hết trơn luôn. Nhưng mà còn ăn được, tại cá này mình không đánh dậy các bạn. Khét hết nửa bên này còn như thế nào ăn. Cà phê bóng đêm. Cà phê này ngon. Ngồi mình dứt nó.